Ngay sau khi có văn bản đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phần lớn các nhà chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam đều sẵn sàng tiếp nhận miễn phí hũ tro cốt, đồng thời cầu siêu cho những người mất vì COVID-19. Điều này khiến người dân phần nào yên lòng hơn về mặt tâm linh trong bối cảnh bệnh dịch hoành hành. Ghi nhận của phóng viên VTC tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Như bao ngôi chùa khác tại thành phố Hồ Chí Minh, cánh cửa chùa Giác Ngộ khép lại, không đón Phật tử đến lễ nữa để phòng chống dịch. Nhưng cánh cửa của lòng từ bi thì không bao giờ đóng. Bên trong, tiếng kinh kệ vẫn vang lên hàng ngày để cầu siêu cho những linh hồn ra đi trong đại dịch. Đây là nơi đựng tro cốt. Bên cạnh những hũ tro cũ thì đây là những hũ tro mới của nạn nhân Covid-19 đầu tiên mới được đưa đến ngôi chùa này. Còn rất nhiều khoảng trống ở đây để tiếp nhận những người quá cố mà thân nhân của họ vì đại dịch không thể làm tròn phận sự. Chăm sóc hài cốt của những người quá vãng là cái cách để an ủi và động viên tinh thần cho những người còn sống. Bởi vì quan điểm của người Việt Nam á, dầu đã mất nhưng mà tinh thần và những gì đóng góp của người ra đi đó vẫn còn động mãi trong trái tim của tất cả chúng ta. Di thể qua hình ảnh của hài cốt đó là cái gạch nối về tình cảm huyết thống giữa con người với con người. Thì trong cái dịp này đó thì chúng ta sẽ dành ra cái chương trình để cầu siêu cho tất cả những cái vong linh mà chết trong cái đại dịch Covid qua cái hệ thống online, gửi cái tên họ. Và hôm qua thì chúng tôi cũng có khai cái đàn để cầu siêu cho những người chết vì Covid và bất cứ ở đâu. Khi gửi danh sách thì chúng tôi đều cầu nguyện hết. Chùa Long Hoa ở quận 10 là địa điểm đầu tiên người dân có thể chọn để đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 đến thờ tự. Khi sức chứa của ngôi chùa này hết, cánh cửa của các ngôi chùa khác sẽ mở ra để đáp ứng nguyện vọng tâm linh của người dân. Việc làm này của Phật giáo khiến cho nhiều người dân, những người Phật tử như bà Lan yên lòng phần nào trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong cái mùa dịch này, nhất là những người mà dân mà người ta khó khăn, rồi cái gia đình hoàn cảnh người ta khó khăn mà nhà chùa làm như thế thật, thì chúng tôi là Phật tử và cũng là như là người dân rất yên tâm và cũng rất là cảm ơn nhà chùa. Cả nước đang chung tay trong cuộc chiến chống Covid-19 và Phật giáo cũng không nằm ngoài cuộc chiến ấy. Vì đại dịch, thân nhân của những người mất vì dịch bệnh chưa thể làm tròn bổn phận. Nhưng người ra đi có lẽ cũng yên lòng khi giờ đây, nhà chùa, nơi của sự từ bi, trở thành ngôi nhà cuối cùng cho họ an nghỉ.